Cả nhà ơi, lúc nãy thì mình vừa bước vô nhà anh Thành ha, thì là Nga đã khám phá những cái đồ cổ quẳng ở trong nhà. Quý vị biết đó, anh Thành với chị Lan là những cái người mà có những cái thẩm mỹ rất là độc đáo, mà những cái đồ cổ anh đẹp thiệt anh. Dụ anh lỡ em qua vậy á, rồi người ta hỏi mua anh có bán không? Thật ra thì đồ cổ là vậy, khi một người mà đã mê đồ cổ rồi á là người ta mua, người ta không bao giờ người ta bán hết á. Đúng rồi, cái tâm lý là muốn giữ hoài à. Rồi cứ nhiều lần nó vậy đó. Mà em còn thấy chị Lan còn tha về một cái nhà ở Việt Nam chân đầy nhà nữa luôn á. Còn anh. Anh đúng hả? Rồi năm nay Covid là anh chị đâu có về được Việt Nam đâu. Nguyên năm rồi không về được. Đó. Nguyên năm nay là anh với lại anh em nghệ sĩ cũng không gặp được nhau luôn. Không gặp luôn. Hôm nay hình như là sau một năm là em là cái người chắc đặt chân vô cái phòng này đầu, đầu tiên. Đầu tiên, anh nghĩ là. Rồi bữa giờ có những ai mà đến đây hỏi hàng anh gì thì là cũng không lên đây luôn. Không có ai lên đây cả. Cả nhà ơi, anh Thành đây là một cái người anh đã dẫn dắt tụi Nga rất là nhiều. Có nhiều cái thắc mắc trong cái cuộc sống, cuộc đời. Là lúc nào đi tìm ảnh để hỏi hàng hết á. Rồi... tất cả anh em nghệ sĩ ở đây mà nói tới anh Thành đó, chị Lan thì ai cũng biết hết. Anh là trong một cái hội nhóm siêu hình học ở tại Việt Nam phải không anh? Đúng rồi, bộ môn siêu hình học Việt Nam. Dạ, bộ môn siêu hình học Việt Nam và Thúy Nga với tất cả mọi người, chị Gigi nè, ca sĩ Ngọc Anh nè, Nguyễn Hồng Nhung nè, rồi Hoa hậu Hà Kiều Anh nè. Tất cả các nghệ sĩ ở đây hầu như đã có một cái buổi tham dự về cái siêu hình học Việt Nam ở tại Huế anh ha. Em có tham dự hội thảo Nha Trang này đấy, Hà Nội đấy. Đúng rồi. Rồi có Lanh ở ngoài cái năm vừa rồi là mình tính tổ chức ở Vũng Tàu, cái khu khách sạn của Hoa hậu Hà Kiều Anh đó. Rồi. Nhưng mà lại vì Covid đó. Rồi coi như là thôi đó. Năm nay có, nhưng mà có những cái gì dự án là thôi hết quý vị, thôi hoặc cất hoặc là để đó, có nhiều người có dự án là không làm được, dẹp luôn. Thì anh Thành, em thì vừa rồi em có quay những cái clip về ma đó anh. Về những cái thành phố ma, những ngôi nhà ma rồi đó. Thì em được khán giả hỏi nhiều câu rất là độc đáo và hóc búa luôn, nhưng mà em không thể nào mà em dám trả lời. Thật sự là quý vị biết không, là những cái clip ma đó là Nga quay từ lâu rồi, nhưng mà Nga không có dám gặp anh Thành với chị Lan. Tại vì quý vị biết không, ở đây Covid và những cái người lớn tuổi nói chung là họ rất là giữ sức khỏe, rất là né tránh nhau, không ai dám gặp nhau hết. Thì hôm nay anh Thành chị Lan đã chích hai mũi vaccine rồi. Đúng rồi. Em có một số khán giả người ta hỏi một số câu hỏi về tâm linh anh. Nói chung ở ngoài á, thực ra anh biết không, cộng đồng mạng bây giờ họ thấy họ rất là thích về cái vấn đề về tâm linh nè, về ma nè, về quỷ nè, rồi về bùa ngải, về tất cả mọi thứ, và họ thắc mắc em rất là nhiều, mà họ cứ nghĩ em là một cái vị thầy vậy đó, em có thể giải đáp được. Nhưng mà quý vị ơi, Nga không thể nào Nga giải đáp được. Đây là cái người anh của Nga nè, ảnh giải đáp rất là hay. Hôm nay thì em sẽ có một số câu hỏi của khán giả đã hỏi em từ hổm rày rồi, em sẽ hỏi anh nha, nhờ anh trả lời giúp cho em nha. Anh Thành đó là người dạy cho tụi Nga rất là nhiều, mà thực sự quý vị biết không, mình nghe nhưng mà mình để mình truyền đạt lại hay ảnh thì chắc Nga không có truyền đạt được. Thực sự Nga cũng có khiếu ăn nói, nhưng mà nói cái gì vui vui sàm sàm thì ok mà. Nga vậy là mỉa em, là bây giờ trả lời cho nhiều người được rồi chứ. Dạ thì em cũng trả lời được, nhưng mà anh biết không, một cái clip YouTube này nè mà em đưa lên trên mạng á, thì em bị cái là em rung anh. Nhiều lúc mình nói sai, nó không đúng thì bị người ta bắt bẻ hay sao. Nên là những cái gì mà em hiểu biết á thì em tuôn ào ào, mà những cái gì mà em cảm thấy là em lúng túng á, em sợ em trả lời nó không có tròn vành rõ chữ á, thì em đi tìm thầy để giải thích giúp cho em. À mà quên nha, anh Thành á là có một cái kênh YouTube mới thành lập phải không? Đúng rồi anh. Em ngày xưa em nói anh mở kênh hoài, nói về tâm linh hay mà anh không có chịu mở, bây giờ mới mở. Thì cái kênh của anh là tên là gì ta? Chìa khóa hạnh phúc. Chìa khóa hạnh phúc. Nói về tâm linh gia tiên. Rồi nói về siêu hình học Việt Nam. Siêu hình học đó. Việt Nam. Dạ. Thì trong cái kinh đó đó, anh trả lời gần 200 mấy chục câu hỏi.
liên quan đến cái thế giới huyền bí, cái thế giới vô hình. Rồi trong đó có phỏng vấn một số anh chị em trong hội nghệ sĩ mình đấy. Thì trong đó có Suy Di, Phương Trinh này, có Băng Kiều này. Thì mọi người làm hết rồi đó, có mình em là chưa làm gì. Chứ hôm đó có kêu em đó, nhưng mà thì em lại là bị cái vụ Covid đó, hoãn luôn. Chứ không còn nhiều nữa. Dạ, rồi dạ, Hồng dạ. Nhung rồi là làm hết rồi. Làm hết rồi. Băng Kiều cũng làm. Băng Kiều làm hết. Dạ, rồi. Rồi sau đó rồi Covid trở thành ngưng lại. Dạ. Thôi đợi hôm nào làm lại. Thôi năm nay em cũng cầu mong sau hết dịch Covid để là cái hội tâm linh gia tiên lại sẽ về Việt Nam. Là sẽ gặp gỡ nhau. Đúng rồi. Năm nay là cả năm. Dạ, cả năm cũng ăn gặp ai. Anh, họ hỏi những câu rất là bình thường luôn á. Bây giờ hỏi câu nè, nghĩa địa có ma hay không? Khán giả hỏi em anh. Đây, hôm nay là chúng ta sẽ nói về vấn đề tâm linh với quý vị. Tâm linh thì nó có vẻ rất là huyền bí và nó có một cái gì đó nó vô hình. Trời, tự nhiên khi em nói tâm linh cảm giác xung quanh em có cái ai đứng sau lưng đó. Có không ta? Có chứ. Có anh. Lúc nào xung quanh mình cũng có sự hiện hữu của chư vị hết. Vậy hả? Rồi mình nói là có ma không? Thì người rồi có, người rồi không, đúng không? Rồi nói ma ở đâu? Người là ma chỗ này, người là ma chỗ kia. Yeah. Đúng rồi, chứ còn thật sự ra không ai biết được chắc chắn là khi nào thì ma xuất hiện hay là chỗ nào. Mình nói ví dụ nhiều người nói ôi trời, nghĩa địa chắc là ma nhiều ấy. Đúng không? Thì đó, ai cũng nói là nghĩa địa mà ví dụ như mình đi ban ngày á, thì sẽ không thấy ma, nhưng mà xế xế chiều á đó, là người ta sẽ rất là sợ đó. Thì mà em nói thiệt anh á, là bữa hôm á là em cũng đi thăm cái nghĩa trang mà để cái mộ của anh Chí Tài đó. Em cũng đi xế chiều luôn á, nhưng mà sao em vô em cũng thấy em bình thường anh, hay là ma sợ em hay là em không sợ ma ta? Không, thật ra cái quan niệm là người sợ ma, rồi có những người nói ô tôi không bao giờ thấy ma, chắc ma sợ tôi. Thật ra cái đó là quan niệm sao không được hết. Dạ. Mình nói sao không được, nhưng mà mình nói một cách đơn giản là ngay chỉnh như em với anh thôi. Dạ. Mình phải tôn trọng nhau rồi, đúng không? Dạ. Thì một cái người chết mà nếu linh hồn họ thì mình cũng phải tôn trọng nhé. Đúng không? Dạ. Như vậy có nghĩa là khi người ta nói là ma thì chẳng qua người ta làm cho cái linh hồn đó trở thành một cái hình tượng khác thôi, để mình bị sợ, bị sợ thôi. Còn ví dụ em nói linh hồn ai đó thì em sợ, đúng không? Nhưng khi em nói ma là bất cứ ai mà trở thành ma là em đều sợ hết á. Rồi quỷ em sợ hơn nữa. Đó, rồi yêu tinh em sợ hơn nữa. Thật ra chỉ vì thay đổi danh từ kêu gọi mà tự nhiên mình có cái cảm giác khác nhau. Đúng không? Vậy là bây giờ anh nói câu đó là em hiểu rồi. Vậy là nghĩa địa không phải có ma mà là có linh hồn. Linh hồn của tất cả mọi người đều nằm ở trong đó và họ hiện hữu trong đó, đúng không anh? Cái đó tùy theo cách hiểu của mỗi người. Dạ. Nhưng mình không thể nào nói linh hồn ở nơi nghĩa địa được. Bây giờ anh hỏi em một điều thế này thôi. Người ta nói xác chết. Có bây giờ người ta nói linh hồn chết đó. Đúng không? Như vậy xác chết là cái xác của mình chết, mình chôn đi rồi tiêu hủy hết. Nhưng mà linh hồn, khi cái xác linh hồn mà là rời khỏi cái thân xác của mình thì họ sẽ đi đâu? Cái xác ra một nghĩa địa, linh hồn đâu đi theo đó. Như vậy linh hồn sẽ đi theo chư vị, sẽ theo một cái tổ chức của bên vô hình. Yeah. Và bắt đầu chờ để có thể được đầu thai. Đúng không? Thì khi người ta chờ đầu thai thì sẽ có một cái quá trình để người ta làm việc. Người ta có thể ôn lại những cái chuyện người ta đã làm trong cái kiếp vừa rồi. Rồi người ta học tiếp những cái bài mới để người ta có thể đầu thai làm một cái thân kiếp mới. Vậy thôi. Còn thật ra người ta hay nói hey, ma nguyện nghĩa địa. Nó vừa nói xong đồng hồ cổ nó ma nó chỗ này chỗ kia. Đúng không? Dạ, dạ. Của nhà anh đồng hồ nhiều lắm, đồng hồ cổ rồi khắp nơi. Dạ, dạ. Tự nhiên kêu cái tính toàn hết hồn luôn. Dạ. Thì mình nói chuyện ma, người ta nói ma mà nghĩa địa, rồi ma ở chỗ nhà kia. Thật ra cái đó sau này từ em sẽ hiểu, em học đây nhiều rồi em sẽ hiểu thôi. Là nếu chỗ nào có ma là chỗ đó phải có một sự điều động từ thế giới vô hình, từ chư vị bên trên, người ta cho một cái linh hồn về chỗ đó.
Người ta cho một linh hồn về chỗ kia. Và tự nhiên cái chỗ đó có ma. Chỗ đó có linh hồn, cái con người đó xuất hiện. Có thể là xứng danh, có thể là vô danh. Đó, em thấy ví dụ có nhiều cái ngôi nhà tự nhiên nói ngôi nhà ma. Nhưng mà có người vô đó thấy ma, nhưng có người không bao giờ thấy cả. Đúng không? Thì như vậy ai thấy ma thì có ma, nhưng mà ai không thấy ma thì sẽ nói ô ma không có. Chứ thế giới vô hình với thế giới hữu hình mình ấy, là nó lúc nào nó cũng có một cái chuyện mà làm cho con người ta, người này tin thì người khác không tin. Và người không tin sẽ nhiều hơn người tin. Em thấy ví dụ mình có nhà ma ở đây chẳng hạn, người ta nói nhà rồi có ma. Nhưng mà hàng loạt người vô để xem. Có bao giờ ai thấy ma đó. Thì có người họ cảm giác là họ thấy nhưng, không? Nhưng lâu lâu tự nhiên có người có cảm giác thấy. Mà thông thường khi mà em nói chuyện mà chỗ đó có ma, mà cái người nào nói tôi chứng kiến, tôi tin chắc chỗ đó có ma, thì người đó nói ra là nhiều người tin lắm. Đúng không? Nhưng mà nhiều người nói không có ma thì nói có ma thôi, người ta quên đi thôi. Nhưng mà cái người nói có ma thì sẽ đồng lại trong cái trí nhớ của người khác. Ồ, chỗ đó có ma. Và người ta sẽ tò mò. Đó, người ta tò mò, người ta tới nữa thôi. Thế nên người ta nói nghĩa địa ma nhiều. Nhưng em thấy không? Mình nghĩa đến Mỹ đây có nghĩa địa nào có ma đó. Đặc biệt em vô em hỏi những cái người làm việc ở đó. Hỏi cô hay là anh chị có thấy ma đấy không? Nó không có cho thấy ma đấy cả. Mà thấy nghĩa địa bên Mỹ này ấy, nó đẹp mà nó sang trọng vô cùng. Mà vô trong đó thì không có một cái gì lời là ấm uống có cái gì cả. Cũng rồi, nghĩa địa đây vô giống như công đó. Viên vậy, quá đó. Đẹp luôn. Thì như vậy là không có ma. Tại nghĩa địa đây họ làm cỏ đó. Hết đẹp mà mặt bằng nó sát xuống. Cây cối xung xuê mà nói chung là rất là đẹp. Đúng. Em vô em cảm thấy nó không có cái gì mà sợ hãi. Nhưng mà anh cũng nói thêm về em thế này, tôi cũng xin nói thêm về tất cả các quý vị đang theo dõi kinh của Thủy Nga nghe. Tôi biết kinh Thủy Nga là đông người xem vô cùng, lên một cái là hàng ngàn hàng vàng người vô xem. Thì tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị một số về cái chuyện quan điểm về ma của nghĩa địa. Ma nghĩa địa như thế nào? Thật ra nghĩa địa, mình nói nghĩa địa ở đối với mình á, ở Việt Nam á, hay là một loại vùng nông thôn á, là cái nơi âm u, rồi thậm chí không được vệ sinh, mình phải nói thật là như vậy. Đúng rồi, đúng trừ một số các nghĩa địa mới xây sau này thì lại rất là đẹp, thì rất là đẹp. Và vô người ta không cảm giác sợ, không có cảm giác sợ. Người ta xây trồng cây, người ta làm đường, người ta làm cỏ thì nó rất đẹp, là khác. Nhưng mà những nghĩa địa xưa thì hoang phế, rồi có nhiều cái mồ là coi như quá lâu đời rồi. Được không ai chăm sóc nữa. Và có những mồ người ta xây ở chỗ rừng núi ấy. Cho nên đi vô ấy, nhiều khi là âm u, rồi cỏ cây rồi này nọ, làm người ta cảm thấy sợ. Và cái cảm giác sợ đó là tự nhiên nó phát sinh thôi. Thì làm cho con người ta bước vào đó, người ta đã cảm giác ôi dồi, dễ sợ quá. Thấy chưa? Là đánh vô tâm lý một cái là mình sợ rồi. Rồi cộng thêm cái nữa, khi mà người này kể thêm chuyện này, người kia kể thêm chuyện kia, tự nhiên cái làm cho người ta bị lo lắng. Bị lo lắng. Cái người nào mà yếu bóng quý là lo. Đó. Còn những cái nước phát triển, nước giàu có thì người ta làm nghĩa địa rất là đẹp rồi. Vô những cái công viên. Em có những người bạn quen họ nói họ thích đi vô nghĩa trang ngủ luôn anh. Hả? Là vì quá đẹp. Tại vì không phải họ nói là cứ mọi người có nói thấy ma. Họ tức quá họ đi vô trong đó ngủ có thấy không? Tụi nó ngủ cả đêm ngon lành chẳng thấy gì trơn. Thì đúng là do tùy người đó quý vị. Tâm lý. Người nào mà yếu bóng vía thì hay tưởng tượng, còn cái người nào mà cái mạnh á, cái đầu họ mạnh á thì không bao giờ họ sẽ không bao giờ thấy cái gì. Thực sự hồi nhỏ Thúy Nga rất là sợ ma quý vị, nhưng mà không hiểu sao càng lớn càng không sợ. Có nhiều người cứ thấy Nga hay đi lang thang một mình vô những cái nơi mà hoang vu hẻo lánh á. Nó sao nghe không sợ, sao nghe lì quá vậy. Mà thật sự đúng là mình không sợ thiệt quý vị. Không có gì phải sợ hết luôn á. Mình rất là bình tĩnh mà mình không run sợ. Có lẽ là đời em bị nhiều thứ quá rồi không? Nên tự nhiên nó tạo cho mình cái sự kiên cường hay sao? Đúng không? Rồi từ chỗ đó với tao mới nói là em không sợ ma của người em nằm máu vía. Chết cha. Hay quá cả nhà. Anh Thành anh trả lời mới có một câu mà anh thấy là muốn hết cái chương trình rồi. Mà trong này tới 12 khán giả hỏi Nga tới 12 câu luôn anh. Hỏi 12 câu thì chắc em chắc chi nhiều tập mới một câu là quý vị có thấy rất là hay. Mà câu đó. Này chưa trả lời hết chưa? Hỏi chưa hết anh. Chưa, là vì nói chuyện về nghĩa địa là nó hay lắm. Ồ, vậy bây giờ nói chuyện về nghĩa địa mình
nói cái lịch sử của nghĩa địa, mình nói về cái chưa người ta làm nghĩa địa sao? Ôi anh ơi, em nghĩ bây giờ mà mai mốt mình làm đề tài nghĩa địa mình nhảy vô mình làm tiếp. Bây giờ em thấy là khán giả hỏi nhiều câu quá nên là em cần phải hỏi những cái câu hỏi tiếp theo. Sau này mà khán giả mà họ đặt một cái câu nào mà họ muốn giống như xoáy vô là cái nghĩa địa là như thế nào thì mình sẽ trả lời tiếp anh. Okay. Bây giờ mình gói gọn mấy cái câu này đi. Em thấy trong okay. này fan của em hỏi nhiều câu đó, hay quá. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu thứ hai nha. Okay. Đó, bây giờ là cái câu một và chốt ha. Ma có hay không là do từng cái tâm thức của từng cá nhân. Nếu chúng ta sợ thì chúng ta cảm giác là có ma có quỷ, còn nếu chúng ta không sợ thì không bao giờ có cái gì hết. Đó, rồi có những người á là nếu mà nói ma, cái hồi đó ngày xưa người ta nói hay là ma hay giấu con nít vô mấy cái bụi chuối, đồ bụi tre dưới quê đó anh. Cái đó có không ta? Ủa trời, cái đó em tự hỏi lên. Nha, không có câu hỏi khán giả. Không, cái đó dân gian người ta gọi là ma thu, ma giấu. Oh, nhớ không? Dạ, ma thu, ma giấu rồi. Cũng có cái chuyện đó là, ví dụ có nhiều cô gái đi chơi khuya về, tự nhiên không về nhà. Cha mẹ là rủ nó đi tìm, rồi cả là xóm đi tìm. Tìm nhau thấy nằm trong một cái bụi tre. Mà bình thường ấy, là không thể nào vô đó được. Dạ. Mà hiện tại sao cô để nó coi vô đó mới nằm đó. Xong cái người ta nói là ma, là ma. Đó, ma dấu. Dạ, ma dấu. Nhưng mà cái ma dấu đó nó có cái hiệu ứng khác. Dạ. Nó bảo vệ cho cô dạy cái đó. À. Là cô này cô đi chơi khuya về bị ma dấu. Và từ những cái chuyện ma dấu đó nó làm cho trở thành một vấn đề lớn. Dạ. Trong khu đó. Dạ. Còn nếu không ấy, thì cô đó về thế nào bị cha mẹ đánh đập. Rồi la mắng nó tại sao đi chơi khuya đây nó. Dạ. Còn ô không đi về đó bị ba dấu rồi. Ừ. Thì xong rồi là an toàn sáng sau an thì cổ lại an toàn về an toàn nhưng mà từ đó về sau nó lại đồn ra ngoài đi chơi khuya về bị ma dấu. À. Và cái giới trẻ đông làng không dám đi chơi khuya nữa. À, thành ra cái ma dấu đó là một cái hay á, hay để cho người ta không dám đi chơi lang thang. Thì đó là mình phân tích bây giờ, nhưng mà đối với người dân ấy, người ta vẫn sợ ma dấu. Dạ. Nhưng mà đối với người phân tích thì người ta phải thấy cái yếu tố tích cực ở trong dấu cái chuyện này. Có nghĩa là nhờ ma dấu đó mà trai làng thanh niên thiếu nữ không dám đi chơi khuya nữa. Dạ. Không dám đi chơi khuya nữa, khi đó cứu ra chỉ có là nó ôi trời thôi tới cũng như rồi. Ừ. Làm đồ tới cúng đồ kiến rồi sợ bị giấu tiếp, sợ bị giấu, và rồi cô gái bị ma giấu, cứ đi nữa đi thì sẽ giấu tiếp và chính là cái vô hình người ta làm hiện tượng về để người ta cảnh cáo những giới trẻ là cần phải sống tốt hơn, không nên đi chơi khuya. Đó nó đẹp như vậy đó. Gọi là ma thu ma giấu đó. Vô chỗ này chỗ kia đó vậy đó các bạn. Rất là hay. Cảm ơn anh. Giờ mình sẽ tiếp theo câu hỏi thứ hai ha. Ok rồi. Mẹ phá thai bị vong hồn của con về phá, làm sao để giải trừ? Cái đó có không anh? Ok. Mình phải đi từ đầu câu chuyện. Dạ. Là phá thai có tốt không? Có đúng hay không? Là không đúng rồi đó. Em ok, phá thai không đúng. Nhưng mà nếu mình phân tích á, thì trường hợp. Tùy trường hợp chứ. À. Bây giờ ví dụ như một cô gái đi đang đi học, đi hành, đi làm này nọ thì bị một cái chuyện bắt cóc. Yeah. Rồi cưỡng hiếp. Yeah. Rồi cô gái này có thai. Ừ. Thì cái vấn đề đó mình phải giải quyết nó sao? Yeah. Đúng không? Đúng rồi. Đâu có thể bắt một cái cô gái mà trẻ mới lớn tự nhiên bị chịu trách nhiệm về một cái thai mình để mang, mà trong lúc đó là ba thai đó là do cô bị cưỡng hiếp. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Thì trong trường hợp đó sao? Mình phải giải quyết chứ đâu có vấn đề. Trong trường hợp này á, thì nếu như mà anh xét á, thì vẫn có thể có cho phá thai. Dạ. Yeah. Vì biết cái thai này sao ai thừa nhận. Ừ. Rồi cũng có thể có những cái trường hợp mà y khoa người ta khám một cái thai cô gái thai nhi đó không tốt. Yeah. Nếu để nuôi cái thai nhi này thì cái tính mạng của người mẹ không bảo đảm thì có thể phá thai chứ. Đúng không? Đúng rồi. Đó, nên rồi nhiều cái chuyện sau này, trừ phi ví dụ như đi ăn chơi, đã thích ăn chơi mà lại không dám ngừa thai. Ừ. Thì cái chuyện đó là quá như nếu muốn có thai thì phải lo sinh. Ừ. Còn nếu như anh bị cắt ngừa thai, anh ăn chơi nhưng mà anh không có thai thì không sao cả. Yeah. Cho nên á, khi mà anh đã có thai rồi thì trách nhiệm là anh phải sinh. Anh phải sinh con ra. Ừ. Còn nếu như anh đã ngăn chặn rồi, anh đã
làm cách để phá để mà ngừa thai rồi, cách kia rồi, nhưng mà cuối cùng anh vẫn có thai, thì cái đó anh nên giữ lại, vì có thể đó là thiên ý. Dạ, thiên ý, ý trời. Ý trời. Trời cho. Đó, còn bất cứ trường hợp nào phá thai là không được. Dạ. Phá thai là tội ác. Nhưng mà người ta nói là cái người ta hỏi anh là cái vụ mà bị vong hồn á, đứa con về phá. Nhưng mà phá là giống như họ phá, em nghĩ chắc họ không cúng kiến, họ không có xin cầu xin để cho đứa bé nó siêu thoát, cái thai nhi siêu thoát á, nên là họ cũng bị. Không anh, mà thật sự anh, cái này là trường hợp này em thấy thiệt nha. Em có nhiều người bạn nó đang làm ăn rất ok, xong á có lúc mà họ có con á, mà kiểu bất ngờ mà họ chưa có muốn anh, giống như họ chưa có cưới nhau á, họ phá thì sau đó sự nghiệp họ sụp đổ anh. Có thiệt luôn, cái này là em thấy có thiệt. Và họ mới nói, họ đi coi bói thì họ nói là cái vong hồn của đứa bé nó không chấp nhận là phải bỏ nó đi á, nên là nó về nó quậy, nó phá. Okay. Thật ra cái chuyện mà một cái vong, một cái đứa nhỏ về quậy, chuyện này có hay không? Mình khẳng định là có hay không nữa nè. Em nghĩ chắc có, kiểu mình làm ác quá mà mình giết bé là giết con. Vậy thì bây giờ phải bị trừng phạt chứ. Không, em nói cái này thì anh nghĩ là theo quan niệm dân gian thì người ta nói như vậy. Và xưa nay người ta chấp nhận như vậy. Nhưng đến khi mình nghiên cứu cho sâu vô thì mình thấy có một điều là chưa hợp lý. Chưa hợp lý ở chỗ là bề trên. Người nào cho phép cái vong thai nhi đó về phá cha mẹ? Phải có chứ. Nếu như cái người đó mình gọi là trời đi. Cho phép thai nhi về phá cha mẹ. Điều đó anh tin. Tại vì gọi là đứa con nhỏ chưa có hiểu biết gì mà về phá cha mẹ. Thì điều đó nó trái với đạo lý. Nó không đúng. Nóng đúng, nhưng mà mình nói thế này là cái vong thai nhi đó được bề trên cho phép về lại để bảo cho người mẹ một cái điều gì đó. Để người mẹ thay đổi cuộc sống. Thay đổi cuộc sống. Và làm một điều gì đó cho đứa con. Thì cho nên đứa con này nó về nó làm kiểu này, nó về nó làm kiểu kia, nó làm kiểu nào, làm cho người mẹ phải đồng tâm, phải giật mình. Và bắt đầu người mẹ làm gì? Các thầy không? Người mẹ đi tìm thầy. Đi tìm thầy bói không? À không, thì tùy đi tìm thầy bói cũng được, hoặc đi tìm một người thầy, một đạo sĩ nào đó, hoặc đi tới chùa, hoặc tới nhà thờ. Không, nhiều người tìm sư, Phật tìm cha thì là người ta đi tới chùa. Đúng. Ta an vị con ở trong đó. Đó. Thì em thấy sao? Là như vậy á, là cái những cái chuyện mà gọi là phong vong nhi, phá thai nhi về người ta gọi là về quỷ phá. Thì theo mình hiểu á, không phải quỷ phá, mà về được cảnh báo. Được về được báo cho người mẹ đó biết một bài học. Này, bây giờ em cứ nghĩ đi. Trong cái thế giới này có biết bao nhiêu người phá thai? Nhiều vô cùng. Nhiều lắm luôn. Nhưng mà đâu phải ai được thai nhi về báo đó. Như vậy người nào được vong của con về báo, đó là người đó có phước, có duyên về tâm linh nữa em. Bây giờ hôm nay thì Nga vì là các bạn nghe cái điều này, các bạn phải nhớ cái điều này là nhiều người phá thai, nhiều người bỏ con, nhưng mà đâu có được những hiện tượng vong thai nhi về báo đó. Như vậy người nào mà được vong của con mình về báo, về là bất cứ chuyện gì là điều đó điều may mắn cả anh em. Tôi nói là để cho mình giác ngộ, đúng, thay đổi nhiều thứ. Bây giờ nếu em không bị báo, em cứ bị tai nạn này, em bị làm ăn thất bạc kiểu kia, thì em chỉ có cái lời em xui xẻo thôi, xui xẻo cả đời. Còn nếu như em biết được là có vong được con về, thì như vậy là em thấy đi, mình đi đâu, mình đi chùa, mình đi đâu, mình đi nhà thờ, mình đi đâu, mình đi tìm người để giúp. Và tìm tới, ví dụ một người có bỏ con, rồi được con về bảo như vậy, làm ăn thất bạc, làm này nào nọ. Nó cứ báo như vậy, nó mơ đồng đô nữa. Em sẽ đi đâu? Em đi chùa, em đi nhà thờ. Như vậy em tới đó em gặp cái gì? Em gặp được đạo. Em gặp được sư sẽ khuyên cho em cách làm thiền này, cách sống tốt hơn này. Nhà thờ gặp các cha sẽ giảng đạo cho nghe. Rồi cũng nói về làm chuyện này chuyện kia. Chuyện phước thiền đúng không? Thì như vậy, cái người có hiện tượng thai con của mình đã bỏ về báo, điều đó, điều thứ nhất là anh khuyên những anh chị em đó phải cảm ơn trời Phật cái đã
cảm ơn các thiên thần. Điều thứ hai là mình tìm cách để mình làm một cái gì đó cho đứa con mình, đúng không? Nếu như em làm được một điều đó với đứa con, nó vui, nó không phá nữa, và nó bắt đầu nó giúp cho mình để mình làm ăn nữa, thì điều đó quá tốt chứ. Mà anh rất tin, anh tin là hầu như tất cả những trường hợp mà có vong của con về để cảnh báo theo điều đó, thì nếu giải quyết đến tận nơi tận chỗ thì sau đó cuộc đời đều hanh thông, làm ăn đều được nên. Như vậy anh quan niệm những người nào thay đổi được cái quan niệm là không phải con về phá đâu, mà để con về giúp được. Giúp được vì sao? Giúp mình tự dưng đi tới chùa, giúp mình tự dưng tới thầy, giúp mình thay đổi, thay đổi theo kiểu nào? Theo kiểu tâm linh, theo kiểu là mình biết được đường đạo. Điều đó tốt quá chứ em. Như vậy sẽ cùng đừng có nói con về phá, đừng bao giờ nói con về phá, mà hãy biết thế này, người nào mà được vô hình đến là người đó có duyên nữa. Đó. Thế giới vô hình luôn luôn ở quanh ta nha quý vị. Mai mốt nói chuyện này xong hết đi, Thúy Nga sẽ có một cái bài mà nói chuyện với anh Thành về thế giới vô hình hay lắm. Anh là chuyên về siêu hình học mà về thế giới vô hình anh rất là giỏi luôn. Anh với chị Lan nói chuyện về vấn đề đó rất là hay. Anh cái câu đó vậy là người ta cũng hiểu rồi anh ạ. Không, anh nghĩ là cứ từ rồi mình nói chuyện, rồi mình nói đi nói lại. Rồi khi vô cái này chút, vô cái kia chút. Đó. Thì quý vị thấy rồi đó, cái vấn đề mà đứa bé mà khi mà mình phá thai mà trở về quầy á, thì có nhiều lúc cái một cái linh hồn họ trở về, họ về là chúng giống như là cho mình cái bài học để cho mình thay đổi thôi. Còn mà mình không thay đổi thì mình cũng còn cái trở ngại dài dài, đúng không anh? Mình cắt trở hoài, mình không có giác ngộ được á. Như là thật sự tất cả những cái gì xảy ra trước mặt chúng ta nó đều là bài học, quý vị. Nga cũng từng này tuổi rồi, Nga cũng cảm nhận được điều đó. Những cái gì mà xảy ra nhiều lúc á, trong phước có quả quý vị, mà trong quả thì lại có phước, nó kỳ cục lắm. Cái đó là em rất là em thấy là nó hiện hữu mỗi ngày luôn anh. Nhiều lúc trong cái nỗi buồn mình nó tự nhiên lại nó có lòi ra một cái niềm vui, mà trong cái niềm vui tự nhiên cuối cùng cái kết cục nó là một cái nỗi buồn thê thảm luôn. Đó. Nên là Nga thấy là những cái câu giải thích của anh Thành đó là rất là hay. Mà em nghĩ này là chắc em hôm nay em chỉ dám hỏi anh cái tập 1 đầu tiên, chắc em chỉ dám hỏi anh 4 câu thôi. Mới 2 câu không là mới 1 câu hôm 10 phút quý vị. Trời ơi, bây giờ tiếp rồi, em hỏi anh câu 3 đi ha. Cái câu thứ 3 này cũng rất là hay. Một chị khán giả này hỏi em nè, chị cứ nghĩ em là một cái người rất là siêu nhiên và em có thể trả lời, nhưng mà thật sự là em cũng không dám trả lời. Em ghim đây từ cả năm nay rồi, bây giờ em mới dám hỏi anh nè. Đồ đạc của người chết trong vòng 100 ngày nếu sử dụng sẽ bị phạt, có đúng không? Câu trả lời á, nó rất tệ nhị. Nhưng mà anh chị em chúng ta cần phải hiểu thế này. Là đây người ta xét thấy cái mức độ tình hình chung là em thấy nè anh, ở Việt Nam á, ủa là một cái người nào mà mất á là anh biết không, họ gom hết đồ đạc của người đó, giày dép quần áo gì họ nhét trong cái hòm hết trơn. Hồi đó em có một cái người bạn thân ở dưới Cần Thơ là Nguyễn Thành Giao. Anh biết Giao đúng không? Giao như cũng mất bữa giờ cũng ra dạ thì mất lâu rồi. Nhưng mà anh biết không, cái ngày mà Giao mất á, thì mọi người mới livestream. Trời anh biết không, khi mà em coi ở trong cái hòm á, cái gì cũng nhét vô hết. Em cảm giác giống Giao chết mà bị giống như bị đồ đè vậy đó. Chết mà không yên thân á. Trời giày dép quần áo túi xách cái gì nhét vô, mà sao tiền không nhét vô giùm tôi đi, nhét ba đồ cũ đồ rách đồ gì cũng nhét vô trơn quý vị. Trời Nga coi livestream mà Nga tức, Nga bức xúc quá trời. Nga nói thôi mình ví dụ mặc một cái bộ đồ đẹp của Thành Giao thôi thì cũng còn ok đúng không anh. Rồi mình bỏ vài cái hình cái đồ gì kỷ niệm, còn cái gì cũng nhét giống như là gia đình sợ để cái đồ đó nhìn ám ảnh hay sao anh. Cái đem nhét vô trong đó hết luôn, nhét mà ông Giao ông nằm chật cứng trong, ông không có thể nào mà ông thở được với cái đống đồ quần áo của ông luôn. Thì là theo quan niệm của em thì em thấy là cái dân gian mình nó có vẻ là bị sợ mặc đồ người chết. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều nha, ở Việt Nam bán đồ sida, những cái đồ cũ
là không chừng đồ của những người đã chết mà mặc mà không hay á quý vị, thiệt sự luôn, cái này là nghe biết thiệt sự luôn. Đừng có nghĩ là những cái đồ đó là đồ người này người kia, không, trong những cái quần áo đó có những phục trang quần áo của người sống và cũng có những người chết mà quý vị không hề hay biết. Nên bây giờ nói là mặc có bị phạt hay không thì bây giờ anh Thành trả lời giùm em luôn đi. Để theo em trả lời là không có gì phạt hết. Nói chứ anh cứ trả lời đi. Không, là vì câu hỏi của em là còn lại đấy, đồ đạc là phải 100 ngày sau mới chia được phải không? Đồ đó. Đạc của người chết trong vòng 100 ngày nếu sử dụng sẽ bị phạt đúng không? Là giống như là cái người đó chết chưa được 100 ngày mà mình mặc sử dụng đó, là bị phạt. Bị phạt. Cái vong hồn người đó họ sẽ bị, họ sẽ đòi đồ đó. Ok, thì cái này mình phải trả lời ngay là đúng mà sai, sai mà đúng. Là vì sao? Tùy theo tình hình. Bây giờ chết xong cái có người lấy đồ này, có người lấy đồ kia. Mà trong nhà ví dụ đông anh em, đông người thì bắt đầu sẽ có sự tranh giành. Đúng không? Nhưng mà nếu như nói để trong ngày đó, thì sau trong ngày, trong trong ngày là tự nhiên có người đứng ra để mà dàn xếp. Anh thích cái gì? Đồ đạc này có giá trị hay sao? Chia đều. Thì sau 100 ngày chia rồi, người này lấy cái này, người này lấy phần kia, xong ai đồng điều hết. Thì như vậy là không có cái chuyện mà tránh nhận nhau, không có cái chuyện cãi vã nhau, không có chuyện mà kiên tùng nhau. Đúng không? Cho nên á, nhưng mà người ta nói tại sao phải 100 ngày? Thì người ta phải lấy lý do của người chết thôi, sao vậy đó? Các bạn thấy không? Người ta phải lấy người chết, tại vì khi một người chết đi thì tự nhiên tất cả người sống người ta đều nghĩ đến người đó, người ta đều có cái sờ sờ người đó. Đúng không? Thì người ta phải lấy lý do trong ngày. Là giống như 3 tháng 10 ngày đó. 3 tháng 10 ngày đó, cứ coi như vậy đi. Xưa bay đây làm. Thì sau 3 tháng 10 ngày tự nhiên khi trong gia đình đó, ổ thỏa hết rồi. Lúc đó con muốn lấy cái gì cũng có nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn là ở chỗ là không ai giành nhau được cả. Mà cái đó cũng có sự hợp lý rồi. Suy nghĩ kỹ rồi. Thì xong. Nhưng mà buộc lòng người ta phải lấy một lý do là hay mình lấy trong vòng trăm ngày đó là người chết về đòi đó. Còn sau trăm ngày người ta nói, trăm ngày là người đã đi tới vùng này, đi tới vùng kia rồi, hay đầu thai rồi. Thì người nóng đòi đó. Thì đại khái là người ta phải viện ra đủ lý do. Đủ lý do, và lý do nào cũng là người ta, người nào nghe cũng cảm thấy hợp lý. Hợp lý thì người ta chấp nhận. Còn không hợp lý thì người ta không chấp nhận. Bây giờ ví dụ như em thấy ông chết xong cái người này lấy cái đồ này, người kia ôi đồ này tôi muốn, thì sao? Nhưng mà để đó hay người đó có 10 món này, hoặc là chia ra thành 5 phần này cho 5 anh em này. Người này, người này, người đã chia đều là nhau hết. Bây giờ ai lấy cái nào lấy thì sống. Đúng không? Áo quần về cái gì về cả không có dành nhau nữa. Thì tất cả những cái chuyện này á, là người ta đều phân sự và người ta đều có những cách giải thích là lấy cái người chết ra để người ta dỗ cũng có, để người ta đe cũng có, nhưng mà sau đó mọi người đều chấp nhận một cái giải pháp, mà giải pháp đó là thời gian qua đi rồi thì mọi người thấy cái đồ đó không cần nữa, người đồ đó cái đồ kiện được thì xong. Đúng không? Đó, lúc đó họ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi. Thật ra đó là những cái gia tài mà quý giá luôn anh. Chứ những cái đồ bình thường thì chắc cũng ai thèm dành đâu. Mà cho dù có gia tài quý giá đi nữa thì rõ ràng trong vòng trong ngày đó, một tháng qua đi, hai tháng qua đi, thì đã có những người lớn người ta cũng bình tâm lại rồi. Người ta ngồi ở phân chia đàng hoàng. Phân chia hay tiền bạc thì phân chia đều này. Đồ đạc cũng phân chia đều này. Thì khi đó ít nhất cái sự đều đặn đó đồng là hợp lý cho tất cả các anh chị em trong nhà. Đúng không? Thì đó, hồi đó em chứng kiến một cái kiểu mà người mất á, mà những cái đồ đạc mà người ta sợ hãi hay cũ người ta bỏ vô. Em nói trời ơi, sao ông nhét mấy cái nhà, mấy cái xe của ổng đi vô luôn đi. Rồi nhét những cái quý giá của giao để lại vô đi, ví dụ hột xoàn, đồ nhẫn hột xoàn rồi vô đi, thấy không ai nhét cái đơ trơn á. Tiền bạc không nhét mà nhét quần áo cũ, đồ hầm lầm. Không mà đúng. Những cái nào mà không xài nữa thì cũng có thể gom lại để làm từ thiện để cho người này người kia. Nhưng mà những cái chính chia thì phải cho đàng hoàng, nhưng mà cũng phải cần thời gian. Vậy thôi. Rồi hôm nay là Thúy Nga hỏi anh Thành được những cái câu nói chung về cái tâm linh, về cái những người đã mất, về ma,
Thì hôm nay chắc là cái tập đầu tiên này á, là Nga thấy chỉ cần 4 câu hỏi cho anh Thầm. 4 câu hỏi thôi. Đây nè. Có cái trụ sao nhiều câu hỏi hay quá anh. À, đây nè, cái câu tiếp theo ha. Giờ em hỏi câu tiếp theo ha. Cải táng mộ mẹ muốn lấy chỉ vàng trước đó bỏ vào trong miệng mẹ có được hay không? Cái này thì em không biết anh. Cái này em hoàn toàn không biết luôn á. Cái này dân gian quá mà mình okay. Mình hiện đại mình không có rành mấy cái này. Ngày xưa em nghe nói những người giàu á, mà khi mà họ mất anh là trong gia đình là hay lấy cái vàng ấy bỏ trong miệng. Nên là nó có những cái sự tích mà người ta hay đi đào mộ đó. Đào mộ là để lấy vàng, lấy tiền ở trong cái rương, cái hòm á. Là cái câu chuyện đó là hồi đó em nghe chú Nguyễn Ngọc Ngạn á hay kể những cái câu chuyện ma đó. Người ta đào mộ lên để ta lấy vàng đó. Thì bây giờ là khán giả lại hỏi em cái câu y chang như vậy luôn. Cải táng mộ mẹ muốn lấy chỉ vàng trước đó bỏ vô trong miệng mẹ có được hay không? Rồi. Thì cái chuyện khi người ta chôn một người á, người ta hay chôn theo đồ quý. Dạ. Vậy cái tư tưởng là để cho người đó có thể ở bên kia vẫn có đồ để xài. Đó là cái tư tưởng người ta dương sao âm vậy đó. Dạ, thì cái đó không có gì đáng trách cả. Nhưng mà sau khi cải táng mình để muốn lấy được không? Thì câu trả lời là được chứ. Nhưng mà lấy cách sao? Dạ. Ví dụ như cái người đó chết có anh chị em. Thì một người lấy à? Dạ. Mà một người lấy mà người anh chị em cả không đồng ý. Nói cái vàng là vàng của mẹ sao lấy? Thì tốt hết là không lấy. Yeah. Đúng không? Nhưng mà muốn lấy thì phải hỏi ý kiến của anh chị em. Nếu tất cả mọi người trong gia đình đều đồng ý thì lấy thoải mái. Và thậm chí lấy cho mình cũng được. Mà nếu cả anh chị em này ô lấy phải chia đều thì chia đều. Nhưng mà nếu như trong số anh chị em có người không đồng ý lấy thì tốt hết không nên lấy. Mà chôn lại cho chôn lại luôn. Thì đó là ý kiến của anh. Là vì đối với một người chết đi á, cái vật chất nó không quan trọng nữa. Không còn cái gì. Là vì cái người đó để khi cải táng ít nhất phải 3 năm sau mới cải táng. Thì 3 năm sau cải táng thì có thể là người đó đi đầu thai rồi. Đâu cần cái vàng nữa. Thì mình nếu mà nhà có điều kiện thì không nên. Đúng, nhà nếu nhà có điều kiện thì mình nhà lúc đó đang khó khăn. Coi như là rút ra cái quỹ tiết kiệm. Đúng thôi, giống như mình tiết kiệm đó. Mình xin lại cái chỉ vàng đó, được. Mình lấy xài vẫn được. Được. Nhưng mà được với điều kiện là mọi người trong gia đình đều phải đồng ý. Đúng rồi. Chứ nếu như trong gia đình có người không đồng ý nói u sao lấy như vậy là hồi linh hồn mẹ này nọ thì khi đó sẽ sống không yên. Và cái người đó đúng không em? Đó thì cho nên cái gì á, một cái chuyện gì mình làm á, mình đều phải có ý kiến của anh chị em trong nhà. Còn nếu như cô này mà người mẹ chỉ có một mình cô là con gái thì cô muốn lấy thôi. Nhưng mà đó là ngày xưa thôi anh, chứ ngày nay em thấy không ai mất mà bỏ vàng trong miệng gì nữa hết á. Ngày mà chỉ có làm một cái đám tang hoành tráng nè. Đúng. Xây cái mộ thiệt là đẹp nè, hoặc là một cái hòm, cái rương đó, rồi nói chuyện tâm linh được, đồng hồ nó cứ kêu sợ thì thôi. Thì á, ngày xưa cái thời mà thời vua chúa anh, người ta nói thời vua chúa mà mất á là trong cái hòm toàn vàng không anh. Bởi vì tại sao nó có những cái câu chuyện mà người xưa người ta đi đào cái nghĩa trang để người ta lấy vàng ở trong đó là có thật. Có thật. Cái chuyện mà lấy vàng á thì là chôn vàng thì hết rồi, nên nó có đào lên cũng có gì trơn á, có một cái giống như nếu mà chôn thì chắc lâu ngày thì còn bộ xương anh hả, còn cái cốt á, chứ còn là không có cái gì nữa. Còn bây giờ đa phần là người ta thiêu á, là coi như là người ta còn cái hũ tro thôi. Hũ tro cốt thì ta đặt trong chùa, hoặc là có người đem đi đâu đó, hoặc là đem vô nơi mà nơi nhà thờ hay sao đó. Không, nhà thờ thì không có đặt ở trong nhà thờ quý vị, mà họ có một cái nghĩa trang riêng á, để mà không đặt, đặt lên rất là đẹp luôn. Ví dụ như là cái chỗ mộ của anh Chí Tài á, hỏa thiêu cái hũ cốt đặt ở trong một cái học tủ rất là xinh xắn anh, rất là xinh xắn, và trên có tượng Chúa, và cái nơi đó cũng rất là đẹp luôn. Hay lắm đó. Thì hôm nay em là cảm ơn anh rất là nhiều khi mà anh giải thích cho em. Em nghĩ là thôi mình thêm thật, một câu thật ra là hôm nay là chưa giải thích đâu.
hôm nay mới nói chuyện chơi thôi. À, hôm nay mới nói chuyện chơi nói chuyện chơi thôi, còn để mình giải thích từng chuyện á, nó còn dài dòng lắm. Dạ. Vì có nhiều cái á, mình cần phải hiểu rõ. À. Hiểu rõ hơn. Dạ. Thật ra hôm nay mới nói chuyện chơi thôi. À, cái câu này là câu hỏi rất là hay nè anh. Cái câu hỏi này thôi cho em thêm câu nữa đi. Ok. Thôi như hôm nay thêm câu nữa đi ha. Thần linh, người ta gọi là thần thánh đó, có ở trong các am miếu chùa nhà thờ hay không? Câu này thì ngay cái câu đầu tiên tôi trả lời cho Thủy Nga đó, là tôi có nói rồi. Thần linh thần thánh ở khắp mọi nơi. Chứ không có phải là ở một nơi. Dạ. Vậy là có nhiều người nó xây cái chùa cho to, xây nhà thờ cho lớn, thì hy vọng thần thánh sẽ vô đỡ. Không. Nhiều khi cái am nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Cũng vẫn có thể thần thánh người ta ở đó. Thần linh người ta ở đó. Nhiều người nói ô cái am là chắc là vì thần nhỏ. Không, chưa chắc đâu. Đúng không? Mà cầu xin được điều lớn. Cầu xin được điều lớn. Dạ. Có biết bao nhiêu chuyện mình cầu xin không cần am, không cần nhà thờ mà vẫn được. Có nhiều khi á, em có những cái điều mà cầu xin á, vô tình em đi ngoài đường anh, và tự nhiên thấy một cái trường hợp đó em muốn cầu xin cho cái người đó, tự nhiên em cũng khóng, em nói miệng bình thường, nhưng cuối cùng họ cũng được. Đúng. Nói chung là do mình nhất tâm thôi đúng không anh? Và đúng. Tự nhiên là bề trên sẽ cho mình được được điển đúng cái ý của mình á. Vậy là thêm một cái thế này đây, bây giờ ngang đây đây cũng là một cái trick nhỏ để tôi nói luôn cho mấy anh chị em hiểu. Dạ. Ví dụ thì ngang đó đi thấy một người đó, thì những cầu nguyện người đó được. Dạ. Rồi thì Nga nghĩ là nhờ mình cầu người đó được đúng không? Không, đôi không, lúc không, không. Em, coi như vậy. Em cũng nghĩ là mình cũng có một cái chút lòng thành cũng được, nhưng mà cũng do cái phước của người ta nữa. Ok. Theo em nghĩ nhiều lúc duyên cái nếu, phước nếu vậy á, mình suy nghĩ thế này. Nếu cái người đó đi ngang đó, mình cầu người đó được. Dạ. Mình đi luôn, mình cầu người đó được không? Không. Thì đúng rồi, nhiều lúc không đủ duyên với mình không thích mình cũng không có mình không nhưng mình gì. Nhưng mình đi qua mình cầu người đó vẫn được. Ủa là sao? Người đó vì cái người số người đó là người đó phải được cái đó rồi. À. Thì ngang đúng người giờ đó đúng phụ đó họ phải được như vậy. Ồ, thì gọi là cái phước đức của họ còn đó. Thì mình đi ngang á, mình cầu cái thì vẫn được. Ừ. Thì khi mình đi coi là cái đây tôi nói lại để cho cả anh chị em nghe rõ này, khi mình cầu cho ai được cái gì đó mình phải cảm ơn. Dạ. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Ngài đã ban cho con. Dạ, dạ. Một cái ơn. Ừ. Ơn gọi đó. Ừ. Là giống như cho mình cầu cái tự nhiên người đó được. Ừ. Mình đi mình mừng cái lỗi chồng, mình nhờ mình cầu người đó được. Dạ. Thật ra mình không cầu người đó vẫn được. Dạ. Nhưng người ta cho mình một cái duyên là mình đi ngang rồi mình thấy cái trường hợp đó. Ừ. Ừ. Và cái timing nó xảy ra, cái giờ giấc nó xảy ra ở chỗ đó mình vừa đi ngang đúng người đó mình cầu rồi mình được. Dạ. Mình được rồi mình mừng người đó. Ừ. Nhưng mình mừng người đó nhưng mình quên đi cái đó. Mình này nghĩ ồ chắc giờ mình cầu người đó được đó. Ừ. Ừ. Thật ra cái đó là một cái ơn là dạ. Một cái ơn phước mà mình là cái người may mắn được. Ừ. Còn thật ra khi mình cầu người đó được, người đó đâu biết nhờ mình cầu được đâu. Dạ. Nghe không nhớ? Ừ. Nghe cầu xong nghe đi mà. Ừ. Người đó được một cái ơn là nhưng người đó không biết. Ừ. Nhưng mà thật ra cái chính là để dành cho Nga. Yeah. Là Nga cảm nhận được cái Nga cầu cái người đó được. Ừ. Rồi xong rồi Nga đi. Anh nói vậy thì nhiều người ta đang suy nghĩ ta sẽ thiển cận hơn là ta nói thôi mình cái số mình được thì mình cũng chẳng cầu xin gì mình cũng được. Thì làm gì là mình không có khích lệ cho họ có cái nhất tâm, họ có cái lòng họ làm cái gì đó tích cực á để họ được. Ok. À, còn anh nói như vậy thì theo anh là có bị cho người ta bị như vậy không? Tao nói ồ cái số mình được là đến lúc mình sẽ được, không cần cầu xin hay là cũng không cần thần thánh. Ok. Đó là anh nói một mặt cho vui để giúp cho em á, là em nghĩ rằng nhờ em cầu người nào được không? À. không. Ok. Ok, không. Cái đây là cái một câu chuyện rất hay mà anh muốn nói á của em để cho khi nào mình cầu vì người nào được á. Ừ. Thì mình cảm ơn trời Phật đấy. Để giúp cho người đó. Dạ. Yeah. Còn phải nhờ mình cầu nữa. Ừ. Thì cái đó nó sẽ làm cho mình thoát khỏi một cái chuyện mà mình nghĩ ôi giờ nhờ mình cầu người đó được đó. Ừ. Để cho mình phủi tay. Dạ. Yeah. Mình có trách nhiệm gì nữa. Ừ. Cái này là một cái bài học đó em. Yeah. Bài học lớn đó. Dạ. Yeah. Đúng không? Chứ thôi em cứ nói ôi giờ nhờ tôi cầu rồi, ôi nhờ người kia nhờ tôi cầu rồi. Ừ.
Rồi người nào cũng nhớ tôi cầu cả. Và khi đó bắt đầu mình sẽ lâm vô một cái chuyện đó là mình sẽ cầu cho khắp thế giới. Đấy, đấy là cái chuyện mà tôi hay nói chuyện với nhiều người. Là nhiều người vô chắp tay một cái là cầu cho cha mẹ, cầu cho anh chị em, cầu cho bạn bè, cầu cho Việt Nam, cầu cho thế giới, cầu cho khắp nơi. Và cái gì đạt được, ôi nhờ tôi cầu đó. Không cần. Mình cứ thấy một cái chuyện gì đó mình cầu. Và mình cầu xong mình quên đi được. Vậy là được đấy. Và đừng bao giờ nghĩ ê, nhờ mình cầu một người đó được. Không, cái người đó em cũng nhận trời Phật mà. Người ta trong mắt nghìn tay, người ta muốn giúp ai, người ta muốn làm gì người ta làm thôi chứ. Mình là ai mà mình khiến trời Phật làm điều đó, đúng không? Đó, đó là cái điều mà tôi muốn nói về lời Thủy Nga, về lời cả anh chị em chúng ta đấy. Cảm ơn anh, rất là hay luôn. Nãy giờ là 5 câu hỏi rồi. Có nên thêm câu nữa không ta? Thôi, nói chung cái trong này á, Nga vẫn thấy là còn coi như là 9 câu hỏi hả? Có 12 câu này, trong này có khán giả hỏi em là tổng cộng 12 câu mà câu nào cũng hay hết trơn á. Nhưng mà em nghĩ thôi, hôm nay á, mình dừng đến đây đi. Mình kết thúc tập 1 ở đây đi anh. Ok. Kết thúc tập 1 đây đi. Ok. Để là khi mà khán giả họ coi mà họ nghiên cứu về tâm linh, về huyền bí á, thì họ sẽ có những cái câu hỏi sẽ rất là hay nữa. Okay. Em nghĩ nếu mà cái chương trình này mà thu hút á, thì là sẽ nhiều người ta hỏi. Okay. Nhiều điều rất là hay mà huyền bí hơn nữa. Thì trong này em vẫn nốt ở đây, vẫn còn câu hỏi. Bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây tập 1 ha. Okay. Chúng ta hôm nay là đã nói về tâm linh, huyền bí, về ma, về người chết, về những cái mà thắc mắc, mà nói chung là nhiều người hỏi lắm. Đây là một cái câu hỏi mà Nga nghĩ là nhiều người đều hỏi thắc mắc như vậy, chứ không phải là một cái câu hỏi này đâu. Là có cái cộng đồng là họ có một cái suy nghĩ chung như vậy hết đó. Thì hôm nay là mình đã giải đáp được thắc mắc 5 câu hỏi về tâm linh rồi ha. Okay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi tập 1 của Thúy Nga. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Và cả nhà nhớ muốn mà xem hiểu biết hơn về tâm linh, về huyền bí, về chìa khóa hạnh phúc á, thì cả nhà nhớ subscribe kênh của anh Thành. Kênh của anh, tên anh là Võ Lâm Thành, nhưng mà là cái kênh là Chìa Khóa Hạnh Phúc. Đúng rồi. Kênh YouTube Chìa Khóa Hạnh Phúc. Kênh Chìa Khóa Hạnh Phúc. Cái kênh đó thì sẽ nói về nhiều vấn đề tâm linh hơn. Còn cái này là Nga hỏi riêng cho Nga thôi. Cái này là những thắc mắc của khán giả. Người ta fan, người ta nhắn tin cho Nga riêng á, thì hôm nay là Nga giải trình sau một năm trời mới dám gặp anh Thành để mà chất vấn hẳn. Thôi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi, nhớ subscribe kênh nha. Và nhớ subscribe kênh của Thúy Nga ha. Rồi. Hôm nay là chúng ta coi tập 1 thôi. Tâm linh huyền bí. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, bye, cảm ơn nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Rồi hẹn gặp lại. Ủa chị Lan. Em nói chơi mà chị hái rau cho em thiệt á hả? Ủa vậy hả? Vậy thôi em cảm ơn chị nha. Thôi lấy cái bịch cho em lấy về đi. Má em khoái ăn rau sống á. Thank you chị nhiều. Mùa hè là nhiều rau không chị? Chị có trồng mồng tơi rau cải rồi không? Ok. Chị mình làm mấy cái dù này để cho mát nó khỏi chết cây hả? Nhờ mùa Covid mà chị canh tác hết cái vườn luôn ha. Đó, nhờ Covid mà cái vườn xum xuê luôn. Bình thường đâu có nhiều vậy. Dạ. Thôi bây giờ em về chị ơi. Vô tới nhà anh Thành và được bó rau. Thank you anh nhiều. Thank you. Trời má em mê ăn rau xà lách lắm. Bữa hôm em mua mà của người ta trồng anh. Cái bịch nhỏ xíu cũng 2 đô. Ăn ngon lắm. Rất là ngon, em biết mà, nhà trồng mà. Là ngon rồi. Cả nhà ơi, coi như là hôm nay là cái buổi khám phá review cái nhà đầy đồ cổ của anh Thành, và chúng ta đã nói chuyện tâm linh rồi. Hôm nay mới tập 1 thôi. Nga phải chạy đi công việc rồi, rồi vài hôm mình tiếp tục tập 2 anh ha. Rồi. Còn okay. Tới 12 câu hỏi mà mình mới hỏi có 5 câu à. Ok. Là còn tới 7 câu nữa lận. Rồi. Ok. Ôi chị Lan ơi. Em đi về nha. Thank you chị. Rồi. Bye chị nha. Bye nha. Rồi em bye anh Thành.